Hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người vẽ khu vực sảnh trường Đại học Phương Đông dựa trên một cái file CAD và các bạn sinh viên bản này thì là còn có khá nhiều lỗi ở sinh viên năm 2 vẽ. Trước tiên vẽ thì các bạn sẽ phân tích khu vực sảnh này nhìn rất là nhiều cột, nhưng mà các bạn chỉ cần vẽ một cái cột đại diện và sau đó là các bạn sẽ copy vào ta. Tiếp đến là khu vực cầu thang, và nó có một cái lý thuyết mới để mình sử dụng, mình vẽ cái khu vực đường dốc này. Thì bây giờ sẽ hướng dẫn mọi người vẽ khu vực cầu thang trước. Rồi trên file CAD, đầu tiên các bạn sẽ phải biết các cái nhóm lệnh về bo đối tượng trong AutoCAD. Thứ nhất, giả dụ mình có một cái đối tượng hình vuông như thế này, thì các bạn xuất thằng này sang bên 3D. Extrude nó lên thì nó sẽ bị thủng mặt, nhưng cũng cùng một đối tượng như vậy. Các bạn biến đối tượng này thành một đối tượng khép kín bằng cách sử dụng lệnh bo bo. Đây, thì nó biến thành một đối tượng khép kín. Thì các bạn xuất sang. Nó sẽ đặc khối. Như vậy thì là trong AutoCAD có những công cụ nào để chúng ta bo một cái đối tượng? Thì thứ nhất đấy là lệnh bo. Các bạn thao tác như sau: bo cách ok tích vào vùng cần bo. Thì nguyên tắc khi bo nó sẽ tạo ra một đối tượng mới khép kín nằm đè lên trên đối tượng gốc. Đây. Đấy. Và đối tượng gốc bên dưới đây. Công cụ thứ hai nếu các bạn có thể sử dụng lệnh PL, nhưng mà sẽ lâu hơn. Đấy, thì đối tượng này cũng là một đối tượng khép kín. Hay mới xong một số trường hợp các bạn sử dụng lệnh Gata, vẽ những cái diện sàn hình vuông hoặc đối tượng hình vuông này thì nó cũng là một đối tượng khép kín. Mình xuất lên và để mình extrude thì nó sẽ không bị thủng, hoặc hình tròn đều được. Tại vì trong một số trường hợp mình sẽ không thể sử dụng lệnh bo, ví dụ mình cần vẽ cái diện sàn này thì bọn em sẽ không thể bo được mà mình sẽ sử dụng lệnh PL, ví dụ tương đối thôi. Sẽ phải nhớ điểm đầu và điểm cuối để mình có thể kết thúc. Đây, điểm đầu và mình kết thúc vào nó. Ok. Như vậy là mình đã bo được một đối tượng này. Và các bạn xuất sang. Đó, thì các bạn tạo ra được một cái diện sàng mà thằng bo không xử lý được. Bây giờ ứng dụng cái lý thuyết vào cái bài tập thực tế, đấy là mình cần vẽ cái khu vực cầu thang này. Thì các bạn có thể sử dụng như sau. Hay nhất đấy là bạn sẽ tạo ra một layer mới để chuyên bo. View đặt tên là vẽ 3D. Các bạn đổi màu cho nó một cái màu dễ nhận biết. Mình sẽ sử dụng một cái màu hồng. Ok. Và tích vào đây để sử dụng layer đó. Nó tắt đi. Bây giờ các bạn gán lệnh BO cách. Lưu ý bo là các bạn cần phải nhìn thấy toàn bộ đối tượng trên cái view nhìn của mình trước khi nhập lệnh. Và đối tượng cần bo phải khép kín. Nếu nó hở thì sẽ xảy ra lỗi khi mà mình bo. Và khi bo thì nhớ là tích vào vùng cần bo. Ok. Mình sử dụng một cái layer mà mình vừa tự tạo nên là mình sẽ biết được chắc chắn là chỉ có một cái đối tượng màu hồng này ở đây thôi, và mình sẽ sử dụng lệnh nay show.
thể hiện là ngôn này. Sau đó các bạn có quyền quét chọn và xuất sang bên 3D, chọn ổ lưu desktop đơn vị mm, ok, chọn copy và thay thế. Sau đó các bạn sang 3D. Cầu thang này các bạn có hai cái phép, một là sử dụng poly tương đối nhanh, nhưng mà các bạn chưa được học thì các bạn chỉ tìm hiểu qua về thằng này thôi. Các bạn chọn cấp độ 4, chọn căng mặt, extrude lên 150, sau đó cộng tiếp trừ. Rồi, như vậy là đã xong. Thì với cái cách vẽ này khá là nhanh. Tuy nhiên số lượng điểm sinh nó tạo ra sẽ lớn hơn so với cách các bạn sử dụng FBI. Thì bây giờ các bạn sẽ quay trở lại cái lý thuyết của FBI và vẽ bằng cách nó sẽ lâu hơn. Nếu mà các bạn đã chút luôn 150 thì tất cả các bậc đồng đều thì là không được. Nên là nhiệm vụ khi mà mình làm bằng FBI, các bạn sẽ phải chọn cấp độ 3, chọn đường, sau đó là tách từng đường ra. Sau khi đi tách xong, các bạn sẽ chọn từng đối tượng, các bạn extrude 150, đối tượng tiếp theo gấp đôi lên 300. Tương tự, mình có cài đặt lệnh cắt ở đây. Rồi. Thì với cách vẽ này nó sẽ lâu hơn thằng poly tương đối nhiều. Sau đó các bạn chọn tất cả group lại, đổi cho nó cùng một vật liệu. Bây giờ các bạn dựng xong cái bậc thang, các bạn sẽ chuyển sang dựng cái phần cột này chẳng hạn. Thì cột này nó chia ra làm hai phần, phần bên dưới là trụ vuông, phần bên trên là trụ tròn. Thì phần trụ tròn bên trên mình có thể sử dụng cái lệnh laser để quay quanh trục tạo thành khối. Còn khối vuông bên dưới thì chỉ việc xuất các cái hình vuông và extrude lên thôi. Layer hiện tất cả các layer lên. Đầu tiên là phần hình vuông, mình sẽ bo ông này, bo. Ok, hình vuông thứ nhất xuất sang. Extrude một khoảng bao nhiêu thì các bạn sẽ kiểm tra kích thước ở mặt đứng của bản vẽ. DNI để tìm kích thước 430. Đến hình vuông thứ hai, các bạn đo luôn DNI 999. Đến hình vuông bên trong. Đây. Bây giờ sẽ xảy ra một trường hợp. Nếu các bạn không nhìn đối tượng mà mình
vừa rất sang thì các bạn bật F3 lên. Đây các bạn sẽ nhìn thấy. Thì đối với cái thằng này các bạn có thể là di chuyển lên trên bằng cách là tích di chuyển cho trục một khoảng 430 trục Z. Cái cách thứ hai đấy là các bạn sẽ có một cái lý thuyết mới. Mình sẽ giảng qua về phần này. Có một khối bóng, có một khối bóng nhỏ hơn, các muốn muốn đưa nó về giữa. Về giữa nó trong cái dạng hình vuông to hơn, thì các bạn có một lệnh lên lệnh so sánh đối tượng ANTA là phím tắt, còn các bạn tích vào đây online, sau đó các bạn tích vào đối tượng so sánh. Thì ở đây nó xuất hiện cho mình ba trục, trục X, trục Y và trục Z. Mình cần di chuyển ở trục nào thì mình sẽ tích kiểm một trục đó, hoặc là làm đồng thời hai hoặc ba trục cái bảng bên current object này là cái thông số của đối tượng cần di chuyển, là đối tượng này. Và cái bảng bên target object là bảng thông số của đối tượng to này. Thì bây giờ ví dụ mình muốn đặt, các bạn phân tích một cái đối tượng như này, ví dụ đối tượng so sánh thì nó gồm có điểm min, điểm center, điểm pivot và điểm maximum. Đây. Các bạn tính theo hướng trục Z từ dưới lên trên như này, thì theo hướng chiều vuông cái mặt này là max và ở giữa độ cao là center, và mỗi một cái đối tượng nó có một cái điểm pivot chính là cái thằng tâm này, đây vị trí tâm pivot đây, và điểm cuối cùng đấy là điểm min, chính là cái thông số của cái mặt dưới cùng này. Tương tự thì theo hướng trục Y thì theo chiều dương mặt này là max, ở giữa là center, pivot không thay đổi và mặt min là mặt này. Thì các bạn sử dụng so sánh như sau: đối tượng này các bạn cần di chuyển vào giữa tọa độ x và y, thì ONA tích vào đối tượng so sánh, cần di chuyển theo hướng trục x và y để center, center này kết dính với center này. Ok, bây giờ các bạn cần di chuyển cái mặt này nó tiếp xúc với cái mặt trên cùng của đối tượng khối bóng to, các bạn sử dụng lệnh ONA. Cần di chuyển theo trục Z thì điểm min của dưới cùng của đối tượng cần di chuyển mình đặt lên điểm max của đối tượng so sánh. Ok, tiếp tục cần di chuyển theo hướng trục Y chẳng hạn, mặt này đồng phẳng với mặt này thì là theo hướng trục Y nó là min và min, trục Y min min. Ok, tương tự theo hướng trục X, ví dụ muốn mặt này tiếp xúc với mặt này thì các bạn muốn là trục X, đây là max và đây là max. Ứng dụng cái phần lý thuyết này vào cái bài tập cụ thể của mình thì các bạn chọn ông này, extrude để một khoảng 999. Rồi, nhưng mà 999 là từ điểm mút này cho lên trên map trên cùng, thì các bạn phải sử dụng lệnh so sánh ONA, tích vào đối tượng so sánh, cần di chuyển theo hướng trục Z, min, max. Chuyển sang đến khối trụ bên trên này, DNI 250 thì các bạn có thể copy luôn đối tượng bên dưới này, giữ shift copy lên để chế độ copy. Ok, 250 sử dụng lệnh so sánh Z. Ok, tiếp đến đối tượng này copy ra kích thước 70 và so sánh, tích vào đối tượng so sánh Z in max. Ok, sau khi xong cái phần trụ vuông các bạn sẽ group nó lại và chuyển sang thực hiện phần trụ tròn. Tròn này thì các bạn sẽ dựa trên cái phần mặt đứng chính là phần này, các bạn chỉ cần lấy một nửa và sử dụng lệnh Ether chim đi,
Rồi sử dụng lệnh BO. Kích vào vùng gần bo. Rồi, chọn đối tượng này xuất sang bên 3D bằng lệnh VK. Thiết tắt của white block, ok. Đối tượng này mình đã được xuất sang. Bây giờ các bạn nhiệm vụ là sử dụng lệnh đổi tâm Apex Pivot Animation Tâm. Rồi các bạn sử dụng lệnh đây thơ. Rồi. Rồi xoay. Xoay 90 độ. Và các bạn muốn sử dụng di chuyển nó vào giữa khu vực này thì các bạn sử dụng lệnh Ona Align XY Center Center Apply, sau đó là di chuyển lên trên Z Min Max. Ok. Sau khi các bạn dựng xong phần cột thì là các bạn muốn tạo ra làm nhiều cột hơn nữa thì để chính xác các bạn nên sử dụng cái cách định vị này. Ví dụ đây có một cột, đây có một cột và đây có một cột. Lấy ví dụ thôi nhé. Các bạn xuất hàng loạt ra để sử dụng nó làm tham chiếu. Ô tôi chết rồi. Rồi lại nhá. Import new block. Ok. Thì khi các bạn có những điểm định vị rồi các bạn copy ra này. Và các bạn bắt điểm vào. Thì nó chính xác với tọa độ ở bên CAD. Các bạn không bị nhầm lẫn. Bên đây cũng tương tự. Đây là một cái mẹo. Đây cũng thế. Rồi. À, bây giờ đến vấn đề thứ hai, đấy là các bạn sẽ dựng đến cái khu vực đường dốc. Đường dốc ở đây. Thì các bạn có một cái lệnh mới, đấy là lệnh FFB. Giả dụ mình có một cái khối chamfer box như thế này. Tăng cái thông số phi nét này. Và tăng đường sinh lên. Thì cái lệnh này các bạn đặc biệt chú ý là nó phải có đường sinh thì nó mới tạo ra biến dạng cho đối tượng được. Các bạn sẽ vào Unify gắn cho nó một cái lệnh FFD làm biến dạng đối tượng. Trong đây nó có khá nhiều FD 223344 box cycle. Ví dụ 22 thì các bạn có hai hàng điểm. Thì khi các bạn điều chỉnh các cái hàng điểm này, đối tượng sẽ biến dạng. Mỗi một điểm sẽ chịu trách nhiệm là biến dạng một cái khu vực. Tiếp tục. FD33 thì mình sẽ có ba hàng điểm. Thì mình sẽ sử dụng các cái hàng điểm để linh hoạt hơn. Đây. Hay các bạn phóng to vực này ra, sử dụng lệnh R. Là các bạn muốn làm nó cong với bề mặt này. Các bạn di chuyển về phía sau. Đây là 33. Tiếp tục. FD44 thì mình có bốn hàng điểm. Và đặc biệt hơn nữa, đấy là các bạn sử dụng FFD box. Thì các bạn có thể thích vào Shape Number of Point để thiết lập được số hàng điểm. Ví dụ mình chọn ra 8. Ok, thì theo cái hướng này nó có 8 hàng điểm. Hay là cái hàng Width 9 hàng điểm. Tiếp tục là cái thằng FFD Cycle. Này. Cycle. Thì nó tạo ra cho mình một cái hệ lưới điểm theo cái dạng hình trụ. Các bạn có thể set được cái số điểm, set number of point. Ví dụ size được size đất mình để khoảng tầm 15. Và theo hình tròn. Đây là cơ bản về các vấn đề mà về lệnh FD. Và một lưu ý nữa. Đây, ví dụ mình có một đối tượng dài thế này. À, và các bạn gắn cho nó một cái lệnh lệnh FFD. Ở trong đây các bạn muốn sử dụng thì các bạn sổ dấu cộng ra chọn control point và điều chỉnh các cái hàng điểm của mình.
điểm thôi cũng được. Và nó còn có cái mục lay tít này thì là để điều chỉnh cái tâm ảnh hưởng. Thì ví dụ các bạn di chuyển đối tượng cái tâm ảnh hưởng ra khu vực này thì các bạn nó chỉ ảnh hưởng đến cái vùng giới hạn này thôi. Các khu vực không có vùng ảnh hưởng thì không ảnh hưởng. Tiếp theo là cái mục set volume thì là các bạn điều chỉnh cái khu vực ảnh hưởng dựa trên các cái điểm này các bạn có thể lập. Và các bạn lại chuyển sang con trực voi thì nó có một có lại có những cái hiệu ứng về điều chỉnh khác nhé. Rồi đấy là về lệnh AFV thì ứng dụng trong cái trường hợp này này mình muốn sử dụng vẽ cái thằng đường dốc này, sử dụng lệnh BO bo này xuất sang 3D về kép import new block extrude này. Extrude một khoảng bằng cái bậc cao nhất của bên đây 1800. Sau đó các bạn dùng lệnh FD 33 mình lệnh FD này thì sử dụng rất là tiện lợi nhưng mà khó cái vấn đề ở đấy là các bạn lựa chọn FD bao nhiêu và lựa chọn hàng điểm bao nhiêu, cái hàng điểm như thế nào cho nó hợp lý trong trường hợp này. Nếu các bạn lựa chọn cả ba cái điểm này, các bạn kéo thì nó sẽ bị lệch tâm. Nhưng mà mình làm có kinh nghiệm rồi thì mình sẽ chọn hai điểm này thôi và các bạn kéo, mình sẽ cân đối hơn. Đã. Ok, như vậy là mình đã tạo được cái thằng đường dốc. Tiếp theo các bạn sẽ chuyển sang dựng đến cái thành bao xung quanh. Thì vẫn bo. Xuất sang. Bạn extrude lên. Cái thằng đường dốc này nếu các bạn extrude lên 1800 thì ông này sẽ phải cao hơn một chút. Khoảng tầm 2200. Rồi các bạn lại về mặt cứng. Dán cho lệnh FFD. Sổ ra chọn con trực voi. Lựa chọn các hàng điểm này. Kéo xuống. Rồi. Tiếp tục. Đến cái khu vực bên trong. Chú đêm à, 1 2200 gắn đây xuống. Ok, ở trong trường hợp này hơi bị lệch một chút, các bạn có thể liên quan đến vấn đề chọn điểm, mình sẽ chọn cái điểm này, mình kéo xuống ngã một chút để cho nó cân đối. Vậy là được. Tiếp theo những cái vụ mà trụ vực này thì là các bạn sẽ sử dụng cái phần poly sau này để hoàn thiện kỹ hơn. Còn hiện tại bài này là các bạn ứng dụng một số cái lệnh cơ bản như vậy. Sau khi vẽ xong, mọi người sẽ group này và sử dụng lệnh mirror đối xứng. Mình sẽ đối xứng qua cái thằng trụ x này và để chế độ copy. Cái thông số offset này chính là cái khoảng cách mà mình sẽ đối xứng xong từ tâm đối tượng này đến tâm đối tượng kia. Nhưng mà muốn nhanh thì các bạn ok luôn. Rồi các bạn di chuyển hẳn ra đây và các bạn sử dụng chế độ bắt điểm. Bắt vào đây. Là xong. Bây giờ đến cái khu vực ở bên trong đây. Các bạn có thể sử dụng cái lệnh bo, bo. Ok. Bo được đối tượng này là các bạn xuất sang. Extrude khoảng 2200. Rồi. Tiếp đến là các bạn sẽ vẽ đến cái đoạn bờ bao này. Đây. Thì đồng chí này là không được chuẩn cho lắm. Tuy nhiên các bạn sẽ để những cái bài tới làm việc với những bản kỹ thuật nó chính xác hơn.
Thì trong trường hợp này mình sẽ xuất sang này. Import develop đồng chí này, so sánh lên trên đây, extrude đã 100 300 đi, nó không ở khu vực này mà nó là mắc mắc. Ok, như vậy. Rồi bây giờ là đến cái các cái con tiện ở cái thằng lan can khu vực này thì các bạn làm tương tự. Đây là mình sẽ tạo ra một cái mẫu, các bạn copy ông này lên. Đây là đối tượng block, các bạn muốn chỉnh sửa để các bạn gắn lại x để phá block, nó chia đôi ra, dụng lệnh chim chim các cái phần này, đó sử dụng lệnh bo bo xuất sang 3D. Các bạn đổi tâm giống như cái cột. Anh ghi lại cho mấy đứa học sinh hôm nay nó nghỉ học, không về lại dạy lại bạn ạ. Xoay 90 độ. Và sau đó các bạn sẽ thiết lập cho mình một cái đường dẫn này. Đường dẫn có thể sử dụng luôn đồng chí này. Xuất sang. So sánh lên trên đây. Extrude này. Một khoảng 50 thôi. Ok. Bây giờ các bạn có một cái lệnh mới, đấy là lệnh copy nhân vật đối tượng chạy theo một cái đường dẫn. Thì mình sử dụng luôn thằng này, copy, Ctrl+V để chế độ copy. Đây. Tắt chế độ extrude này đi. Tuy nhiên cái đường dẫn thì sẽ phải là một cái đối tượng 2D và không khép kín. Mình sẽ xóa những cạnh này đi. Ok. Và đặt cái đường dẫn lên trên cái map này. Min max. Subset min min max. Đối tượng này nó đang là FPI nên nó tính tầm của nó là đoạn rưỡi. Thì mình sẽ convert poly để biến nó thành một vật thể định hình cụ thể. Min max. Kiểm tra đối tượng. Set. Mark. Mark. À đây rồi. Nhìn lần. Rồi nó đã đúng vị trí, nó trùng khít khu vực này nên là mình hơi khó nhận ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ sử dụng như sau. Các bạn ẩn tạm thời đối tượng này đi, hide selection chuột phải và hide selection, thì nó sẽ xảy ra trường hợp thứ nhất, chọn đối tượng, các bạn gắn lệnh cp y ngắn, xuất hiện một bảng, các bạn tích vào pick path, pick vào đường dẫn. Đấy. Và thiết lập ở thông số cao này, mình thiết lập là 30 đối tượng. Đấy. Thì nó sẽ trong cái đường dẫn này nó sẽ tạo ra cho mình ba đối tượng và tự động là cách đều nhau. Nhưng trong trường hợp này mình muốn là cái điểm min này nó đặt vào trên cái đường dẫn, thì muốn làm như vậy thì các bạn cần phải đổi tâm cho đối tượng này. Đổi tâm xuống dưới đây.
bán định CP pick back pick này apply close như vậy là ok, nhận tất cả nên chuột phải ăn hay ổn. Rồi. Bây giờ các bạn copy lên trên một cái nữa. Ctrl V, mình mắc. Như vậy là sơ qua các bạn hoàn thành được một cái khu vực sảnh của trường.